Chào cả nhà nha. Hôm nay hai vợ chồng đi ăn bún riêu canh bún lỗi cuốn Thảo cả nhà. Cái hướng này là ngã ba Phạm Thế Hiển và Hoàng Minh Đạo cả nhà. Bước vô một căn một là tới quán bún riêu này cả nhà. Về cái hướng này chạy vô là cái chợ Nhị Thiên Đường. Đây là nguyên cái chợ Nhị Thiên Đường cả nhà. Đây là bún riêu, mời cả nhà vô nha. Cả nhà, ở đây là những cục riêu cua siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Và ở đây là thịt và giò. Và ở đây bò viên và chả cả nhà. Còn ở đây là gỏi cuốn. Bún riêu giò heo. Bún riêu giò heo. Công nhận những cục chả cua nhiều hấp dẫn quá ha. Đây là nồi bún riêu quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Chỉ bán là bún riêu với canh bún. Đó là những cục chả cua chỉ mới vớt ra luôn cả nhà, dầm hấp dẫn quá. Và thịt, giò, bò viên, chả. Và ở dưới đây là có rau muống, rau chuối giá, rau thơm, cái thau ốc cả nhà. Và bún. Và đây là rau muống để ăn canh bún đó cả nhà. Chị, cho em hỏi cái quán mình bán mấy giờ chị? 11 giờ. 11 giờ mình bán tới mấy giờ chị? 6-7 giờ. Mình bán là bao nhiêu một phần chị ha? 35 ngàn. 35 ngàn một phần. Giờ hay 40. Dạ. Cái gì? Mắm hay tôm? À, đây là bán gỏi cuốn, mình bán nhiêu cuốn hả? 7 ngàn. Là tôm thịt hả chị? Dạ. Ồ, giờ hấp dẫn quá. Ớt dừa hay ớt cay? Ớt cay. Chị, cái này là mình tương hay là mắm chị? Cái này tương này. Tương. À. Nhìn cái tương chỉ làm kẹo hấp dẫn quá ha. Là 7 ngàn một cuốn hả chị ha? Dạ. Khỏi cọp luôn. Thôi thôi tiền mà uống. Không có 10 ngàn hả? Không có tài giấy 10 ngàn, lát họ đi kiếm tặng cái tài lại á nè. Chị, mình bán gì là bao nhiêu một phần chị ha? 35 ngàn. 35 đồng giá luôn hả chị? Tẩm hết đầy đủ hết là 40. Dạ. Bây giờ chị cho em hai tô canh bún đi. Thập cẩm đi ha. Cẩm có ăn giò không? Dạ có. Hả? À, ăn ở đây nha chị. Chị, cái địa chỉ mình ở đây chính xác là đọc sao để cho người ta biết, cho người ta ghé quán mình chị ha. Ở đây mình bán trong cặp bên hông nhà 1321 luôn. À, hông nhà. Cặp hông nhà 1321. À, đường Hoàng Minh Đạo. Hoàng Minh Đạo. Phường 5, quận 8. Dạ. Chị bán bún riêu này ở đây lâu chưa chị? Hai mấy năm. 20 mấy năm ở đây hả? Ồ, sao em không biết ta? Em đi đây thường mà sao em không biết? Bún bò Huế thì mới bán mấy năm ở đây. À, bún bò Huế Thanh Long. Canh bún thang này. Dạ, dạ đầy đủ. Đây là đồ chua cả nhà. Và đậu phộng. À, rồi đây là cái tương của chị nấu, mới nấu ra luôn hả chị? Đúng. Gỏi cuốn luôn. À, gỏi cuốn giờ hấp dẫn quá. Họ chả đầy đủ hết luôn hả chị ha? Là 40 ngàn hả chị? Cái nồi nước lèo hấp dẫn quá. À, vậy mình mới mở chứ gì hả chị ha? Dọn da nãy già. Dạ. Chị đi biên đoàn hả chị? Dạ. Chị ơi, tôi kia ít bún rồi chị. Dạ. Ăn ở đó giờ luôn. Còn đi học tới giờ. Cho em xin cái chén nhỏ tới giờ đi. Còn đi học tới giờ. Cả nhà hôm nay hai vợ chồng đi qua bên quận 8 cả nhà ăn bún riêu cua cả nhà. Chợ Nhân Đường. À, chợ Nhân Thiên Đường. Đây là bún riêu. Là có nguyên một cục giò nhìn luôn. Và cái này là cái cục riêu cua này chỉ làm siêu bự luôn ha anh ha. Và chỉ sắt ra làm tư cả nhà. Và có bò viên và huyết vịt, ốc, tàu hũ. Cái này là chả lụa. Còn cái này là thịt nạc sắt cả nhà. Một tô canh, một tô canh bún gì là đầy đủ tất bên gì là 40k. À, và cái tô bên anh cũng y như vậy luôn. À, đồng giá hả? Đã đồng giá 40k, còn ăn hông giò là giá khác, cũng như muốn ăn cái gì thì kêu thêm vậy đó. Mời cả nhà muốn ghiêu cả nhà. Mời cả nhà ăn canh bún với vợ chồng mình cả nhà. Mời muốn ghiêu canh bún. Canh bún. Canh bún này. Vô không? Mình bỏ mắm tôm đi. Ừ. Dạ. Ớt nữa. Ồ, ngon quá.
ớt với me. Nước me hả? Ừ, này có nước me chứ. Nước me không, nước me là chanh. Nước me là ngon hơn chanh chứ. Nước me ngon hơn. Đây là cái thứ nước me. Cái này chị mới làm luôn, cái nào cũng còn nóng hết á anh. Ừ. Ngay chợ luôn chứ, ăn xong đi đóng đồ. Chợ là chợ những đường hết mà. À, chợ những thiên đường á. Cái mặt chợ Yên Đường mà cái mặt mà Phạm Hiển quẹo vô đó nè. Vừa quẹo vô ngay ngã ba là đường Bùi, cái đường Hoàng Minh Đạo. Hoàng Minh Đạo. Hoàng Minh Đạo vô Phạm Thế Hiển là nó nằm ngay góc luôn. Vừa quẹo vô, vừa quẹo vô tới liền. Chị ơi cho em gửi cái này chị. Cho nó rộng cái. Ừ. Nè. Cái này. Dạ nhất cái này. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Hai chồng ngồi cái trang trang với nhau ăn. Tại cái bàn ở đây cũng như chỉ để bàn ít đó nha, cũng nhỏ. Không, này là chỉ mượn cái mặt bằng bên hông nhà người ta đó nha. Dạ. Nói tiếng mượn chứ không phải mượn đâu. Bởi vì không có địa chỉ, bởi lấy cái địa chỉ nhà bên hông. Địa chỉ nhà bên hông là mà là mặt đường mặt là Phạm Thế Hiển không? Phạm Thế Hiển hả? 1, 2, 3. Ồ, cái nước ngon quá. Cô có chỉ chân ngon quá ha, làm bự 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 không à. 40k, 40k là cái tô này quá đặc biệt rồi. Dạ. Chắc là nghĩ bán bình thường. Nếu mà không giò bán 35k. Rồi chứ 35, 30k vậy á. 30. Dạ. Giò 10.000 hoặc 5.000. Chắc 10.000. Chị chỉ bán tô bình thường nhiêu chị? 35.000. 35.000. Giá sau lưng không thấy luôn. Chỉ là cũng giò 5.000 hả trời. Dạ. Cả nhà nguyên một cái cục giò bự gì nữa. Cả nhà là thêm một giò nữa là 5.000 cả nhà. Thôi đừng nói thêm một giò 5.000. Thêm một giò là bố là 40k đi. Lỡ quá một giò 7.000 ta. Không có nhiều ngon quá. Chị bán bún riêu với canh bún là có một nước lèo à? Ừ, đúng rồi. Thì nãy qua ngoài ta thấy bún riêu mà. Ngon hơn. Anh suy nghĩ được bún riêu rồi, cái là không suy nghĩ được cái canh bún. À. Cái đầu bị gì á? Tại canh bún, bún riêu cũng giống nhau mà, chỉ khác nhau cộng bún thôi. Dạ quán dưới hè. Quán dưới hè chị. Quán vỉa hè. Chị vô YouTube. Dạ. Giống như em ăn vỉa hè rồi em lấy cái quán vỉa hè luôn là quán của chị á. Không nữa em quay vô dưới hè. Rồi 6 giờ ngày mai chị. 6 giờ chiều ngày mai. Mà chủ hỏi tên gì mình nói quán vỉa hè là cái quán của chị mình ăn dưới hè. Chị bán đi hôm mấy năm mà em không biết luôn trời. Rồi em cũng thường đi đó. Có. Có một cậu ở trong đây nè. Hả? À, trong chợ nè. Tụi em qua chợ này đi chợ hoài gì? Chắc em không để ý á. Dạ. Rồi bán tới giờ luôn á. Đi ăn á, nhiều chỗ quán á, cái quán mà có mặt bằng ngon lành đàng hoàng á, nếu mà cái quán mà bình thường quán ngoài quán ngoài lệ thì lại đường đó nha. Cái nào cũng có khẩu vị khác nhau quá trên á. Cái kia ví dụ nhà ba muốn mặt bằng lớn á, nó cũng ngon cũng tương đương với nhau thôi, hoặc hơn ngon hơn miếng, nhưng mà nó có cái mặt bằng thôi cả nhà thì thấy nó trang trọng hơn. Chứ với hè bán rẻ lắm nha, cực kỳ rẻ luôn á, mình ăn biết bao nhiêu quán này. Ở ngoài buôn nhất em nhớ là ăn tốn bò có 30k, 25k. 25k. À, là ngoài đường luôn á, là các chị đó bán ngồi dưới hè luôn á. Ngoài đường gì bán rẻ mà ngon đó nè. Ờ, chị bán cho sinh viên. Ừ.
ơi, chồng thích ngồi cũng như quán vỉa hè ăn mà nó thoải mái, nó tự nhiên nữa. Thoải mái. Vô quán sang. Hai chồng nhiều khi thích. Sao anh? Mình ngại nhất là vô quán, hiểu không? Vô quán mà mình không có vô, mình kêu đồ ăn mà gọi là có cái menu á, rồi mình coi đó mình kêu. Mình không phải, phải là lại tiệm nó nhỏ thì mình lại tới cổng mình kêu luôn. Thấy gì ngon mình kêu luôn, nó dễ hơn. Vô những cái quán để toàn tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng U không sao hiểu. Bởi hai chồng thì làm sao có kênh quán vỉa hè. View cô cả nhà chỉ làm bự tắt ra vậy đó. Lắm mực cua. Lắm cua nhiều lắm. Giờ đây là có thịt, tiêu. Hình như là chỉ có bỏ tôm khô nữa. Cua hả? Dạ. Chả cua, có bỏ tôm khô nữa. À đúng rồi. Có không? Nghe mùi tôm khô với à, thịt với cua. Vô mập không? Chị cho em ly nước mía đi. Dạ. Thầy chồng mình phải uống nước mía. Kế bên bóng bánh xèo rồi nữa anh. Không, cái chị này bán một tô sao mà siêu to quá vậy anh? Siêu to mà ngon. Này nhóc luôn á vậy. Muốn kêu cái canh bún ngon hả nhỉ? Ngon. Nếu mà theo mình canh bún là ngon, mà quá rẻ luôn. Nhưng mà em nghĩ chắc là bún riêu với canh bún là một nước chắc cũng ngon như nhau hả anh? Chỉ khác cộng bún thôi. Cái giá 40 cả, tương đương tất cả nhiều quán khác đó nè. 35-40 là rất là tương đương với nhau, rất là nhiều ở Sài Gòn này. Trung bình là 35 đấy, cũng như trung bình 35 thôi. Mà giá thì ok. Giờ muốn chỉ luộc tươi xanh luôn đó nha, không sợ luộc dầm dầm mà. Nhiều người luộc muốn hay quá. Hay. Mình sao vô luộc cái đen thùi. Đây là phường 5 quận 8 không? À, phường 5 quận 8, gần Nhị Thiên Đường cái nè. Mười hả? Cũng như ngay chợ xe ra vô cũng nhiều, cũng hơi ồn, cả nhà cũng thông cảm giùm nha cả nhà. Ngay chợ mà dám dựng máy ngoài luôn. Chút trả tiền luôn hả chị ha? Chị về bán cái nước lèo ngon hơn ha. Nhiều canh bún chị Thảo đó nè. À, cũng như canh bún chị Thảo. Không, chỉ bán hôm mấy năm nữa đây rồi mà. Cái gì bán ngon. Nên cái canh bún nấu gì đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ nồi nước lèo của chị em thích ghê luôn á. Đầu hẻm, cái đầu đường Bùi Minh Trực với Phạm Thế Hiển á. Là bún bò. Không, anh đây Hoàng Minh Đạo, anh đang phải Bùi Minh Trực. Đây Hoàng Minh Đạo. Dạ. Đầu hẻm Bùi Minh Đạo. Đầu đường Bùi Minh Đạo, Hoàng Minh Đạo. Ừ. Như bạn hẻm là bún bò không? Bún bò Thanh Long. Bún bò Thanh Long. Rồi đi vô xíu vô chỗ một căn. Thì đúng là bên hông căn nhà luôn á. Dạ. Ừ. Là bún gì? Không, chị này nó ngon rẻ chứ. Dạ đợi chị chút chị ơi, chị mới quẹo đó. Muốn ghiêu mà bán đi đâu mất tiêu. Chắc được ở tiệm hàng cái gì. Bưng cho người ta bà. Có mình chỉ bán à, chắc chỉ đi bưng đi á. Bán cái nhà một tô đầy nhóc luôn cả nhà. Chị bỏ bún mà quá trời nhiều luôn. Đây
đi bán không có nhân viên của mình chỉ vậy ta. Ừ. Vừa bán gỏi cuốn. Chị bán có mình hả chị? Không ai phụ luôn. Dạ. Đó không có là gia chồng nó phụ sao? Nó đường ngon chứ? Ngon. Cô quý anh không ăn? Ừ, để cho em đi hết muối dịch đó. Biết mà cái kiểu mà cứng ngắc luôn á. Cái đầu quýt heo. À, em thích ăn nữa đó. Em thích ăn quýt này nè. Không, sợi mì quá ngon. Ừ. Ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ. Quán là ở nhà có đi chợ Nguyễn Đường á. Mà đi đường Phạm Thế Hiển á. Vừa quẹo vô đường Hoàng Đạo là nằm bên phải liền. Chỉ bán ra từ 11 giờ cho tới 5-6 giờ chiều. 5-6 giờ chiều. Dạ. Như bán 11 giờ cho tới chiều á, hết giờ chị nghỉ giờ đó cả nhà. Là khoảng 5-6 giờ chiều. Là chỉ bán giá là từ 35 đến 40k một tô canh bún bún riêu. Còn gỏi cuốn thì chị bán 7.000 một cuốn cả nhà. Nhưng chị bán 7.000 cuốn thì cũng đồng giá với người ta thôi chứ không hết đâu. Dạ. Ngon rẻ. Mà gỏi cuốn quá bự ha, nhỏ quên kêu cho anh ăn thử ha. Anh ăn không? Kêu hai cuốn no quá rồi. 7.000 cuốn. Cuốn riêu canh bún thì 35.000 cho 35 tới bao giờ đến 40. Dạ. Bán từ 11 giờ tới chiều. Thì cả nhà có dịp đi ngang qua chợ Nguyễn Đường thì là đi đường Phạm Thế Hiển á, thì cái nhà quẹo vô đường Hoàng Quang Trạo, vừa quẹo vô là đại quán chỉ nằm bên phải luôn, quán Thảo, bán ngon, giá bình dân, ok, vợ chồng mình thấy là ok đó, ngon á, ngon, thì cái nhà có dịp ghé ăn thử coi, nếu mà có ngon á thì cái nhà hãy ủng hộ cho chị luôn, quán chị bán rất là ok, nhưng mà cái chỗ vô mặt bằng của chị nó hơi chật cái gì ngay chợ mà, dạ, hay chợ để có 4 bàn rồi cái nhà. Thôi clip mình kết thúc đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem cái clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh quán với hè. Và đừng quên đăng ký cho kênh ẩm thực hai lối nha cả nhà. Một lần nữa hai chồng quán với hè cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye.